Hai cả nhà đang làm gì đó? Hỏi chơi vậy thôi chứ biết là cả nhà cũng đang làm cái chuyện mà làm mình muốn làm đúng không? Nói giỡn thôi chứ Linda hôm nay nói một câu gì nha. Nhiều bạn kỳ lắm, đã Linda đã thay đổi rồi mà các bạn cứ vào inbox nhiều bạn kỳ ghê á, cứ gây chiến tranh không à. Cứ nói là Linda ơi sao bạn không chửi thằng ảo tưởng sức mạnh cho nên sang đi. Hồi xưa Linda có chửi rồi mà giờ Linda không muốn lặp lại nữa ha. Thấy bạn đừng có làm vậy. Tại sao người ta có quyền sống của người ta, đúng không? Người ta có quyền nổ của người ta. Mà sao các bạn xỉa xói rồi các bạn đâm chọc cho Linda chửi, rồi đuổi rồi có chuyện gì bị ném đá gì Linda chịu chứ bạn đâu có chịu đâu, đúng không? Nhưng đúng không? Thì các bạn ấy, thôi sẵn đây nói các bạn luôn, nếu các bạn yêu cầu quá thì Linda cũng lên tiếng luôn. Các bạn đừng kêu Linda chửi cái con ảo tưởng sức mạnh đó. Bởi vì nó đâu phải người thường, nó là người thượng rồi. Đã người ta bị khùng, bị điên, bị tửng, bị mát, bị tản, bị bù tọt ăn mà các bạn chửi người ta làm chi? Người ta đâu có hiểu tiếng người đâu mà chửi. Trời ơi, chửi là phải chửi những người nào mà người ta có não. Còn cái não con đĩ sang này đó là các bạn phải lấy bằng ủi đó. Dặn lên 200 độ C, ủi nát ra nó không có thẳng ra được đâu ha. Đó, các bạn phải chửi người ta làm gì cho hao hơi tổn sức các bạn, đúng không nè? Đó, để Linda nói nhẹ thôi không chửi ha. Cái chuyện mà bài báo được viết được quá trời viết, không biết nhà báo nào cũng rảnh, nhưng mà Linda nói các bạn nghe nè, những cái bài báo đó đó theo cái ly suy nghĩ của Linda là cũng như là có khi nào ai biết được là chị Sam bỏ tiền ra nhờ giết khùng giết điên giết bậy giết bạ về chị để chị được tâng bốc lên để trên cả thế giới này biết chị, rồi các bạn sẽ sập bẫy chị khi các bạn share nè chia sẻ ra những cái bài đó, đúng không? Các bạn sẽ sập bẫy liền, các bạn cứ lơ đi đừng quan tâm tới tại sao những cái đáng chia sẻ các bạn không chia sẻ, những cái mảnh đời cơ sở bất hạnh nè, rồi những người già neo đơn, rồi những trẻ em khuyết tật rồi đó, các bạn không chia sẻ để mạnh thường quân giúp đỡ họ, để những người có trái tim nhân ái giúp đỡ họ, đúng không? Còn đằng này các bạn ơi, các bạn đừng cuồng nó quá, các bạn sẽ sập bẫy của nó. Các bạn biết không, các bạn mà chia sẻ ra nhiều như vậy thì chỉ càng khoái chí, tại vì chỉ bỏ tiền ra mà có được người chia sẻ BA cho chị. Riêng Linda thì nói theo suy nghĩ của mình thôi, Linda làm clip này chắc có thể là nhiều người nghĩ là Linda canh chị sang sơ hở, Linda chửi, không có chửi nha, nãy giờ không có một câu nào chửi thề hết nha, chỉ nói gì nói thôi chứ không phải như hồi xưa mà chửi chị, chửi cha chửi mẹ chị. Mình cũng thương cha mẹ mình lắm cho nên mình không có chửi cha chửi mẹ ta được, mình chửi nó thôi chứ không có chửi ai hết. Thì đó, thì các bạn ơi, bạn chia sẻ làm gì cho dơ tường các bạn, đúng không? Hãy chia sẻ những gì đáng các bạn chia sẻ. Rồi hang cái đó bỏ qua bên đi. Rồi trời ơi, tao nói hả, chứ chứ hỏi các bạn nè, có nhà báo nào mà rảnh mà viết cả chục bài không? Có một ngày mà không có một bài để đọc. Còn riêng về bả đó, cả chục bài báo viết cho bả, chứ chẳng khác nào bả có khi nào bả bỏ tiền ra, bả tự lăn xê bả lên, đúng không? Rồi thu lại được cái gì? Được sự tai tiếng ném đá. Đó, các bạn ném thì cứ ném đó, nhiều bạn nó cứ tha khoái ném lên đà lắm. Phải không? Nhưng mà tại sao những cái con mà nó làm trò nó, những cái con nó làm méo mặt thế giới thứ ba đó, hoặc là những cái con đó các bạn không ném mà các bạn nhằm Linda ném, những con đáng ném các bạn cứ qua đó mà ném, đừng ném Linda. Linda chỉ nói những cái nào mà theo suy nghĩ của Linda thôi. Clip này không phải là thừa cơ hội để nói chỉ hay là nhiều người ở về cái khía cạnh khác thì nghĩ là Linda đang BA cho chị, thật sự là không phải, Linda chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi. Còn về cái chuyện nó bỏ qua một bên đi, còn cái chuyện mà cũng là biến đặc lắm nhưng mà nghe thoáng đâu là chỉ đòi tự giận, trời ơi mày chết ở đây chắc cả thế giới nó ăn mừng hết, dịch quay heo quay chắc hết, ai bán ai cũng mua về ăn mừng hết con đĩ ha. Tại sao các bạn á, không các bạn đừng ném đá người ta, có ném thì các bạn lấy thật sẵn lấy đá xanh á, qua tới cái cửa tiệm nó ném luôn đó, khuya đó canh nó ngủ nó ném ai mà biết. Trời đất ơi, mà các bạn ném đá chi tội nghiệp chị lắm, tội nghiệp chị sang lắm, chị sợ ném đá lắm hiểu không? Trời ơi, rít, trời ơi, một chén không ăn, ăn một tô là mày đó. Ham ăn quá, ói ra không kịp nghe con. Mẹ nói cho nghe cho hiểu vậy thôi, nhưng mà cũng không biết nó có hiểu hay không nữa. Thì mong, chỉ mong mọi người hiểu là đừng có cuồng quá thôi, đừng có cuồng nó quá rồi sập bẫy của nó thôi. Rồi còn cái chuyện mà chị nói chị xài đồ hiệu hả? Em có tiền đồ hiệu. Em xài đồ mà mấy cái đầm mấy cái riết em mặc toàn là em mua trên mạng mà 120 giảm giá còn 80 em mua luôn, và cái nào giảm 40 em cũng mua sẵn, là em cũng dành dụm là tích góp. Em nghe chị nói chị khoái xài đồ hiệu lắm thì em cũng tặng cho chị một cái áo hiệu, áo thì chị mặc không bao giờ lỗi thời đó chị sang đây, áo sập trắng sập xanh hợp với dáng của chị mặc là không bao giờ lỗi thời, và đồng bọn của chị nó sẽ ca ngợi chị là một con biết xài đồ hiệu đó con đĩ.
mày vậy đó ha, mà không nghe thì thôi. Thì Linda chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi, mong mọi người đừng có nghĩ gì hết. Thì coi như đó là cái clip này là sẽ phụ thuộc vào những comment của các bạn. Nếu các bạn mà ủng hộ ai thì các bạn comment. Linda không ép các bạn ủng hộ Linda đâu, không muốn các bạn ủng hộ Linda đâu. Nhưng mà các bạn hãy lên tiếng vì lẽ phải, để mất công người ta nghĩ là tôi thừa cơ hội nước đục thả thâu, tôi lo người ta cho tôi nói, rồi nhiều người ném đá tôi qua mạng tôi nữa. Nói vậy thôi ha. Và chúc chị Sang á, sáng ngủ dậy á, đầu trọc lóc hết, không còn cọng tóc nào, lông mi rụng hết, chân mày rụng hết, lâm trơ từ riêm rụng luôn nha chị. Hỏi ủi, trời đất ơi, nói như đó biết có thấm không biết nữa à. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ha. Sang thích chú tay chú ta, đa đút chưa họng Sang nha, đút cho lời họng Sang luôn rồi mai chết chuột Sang luôn nghe chưa. Con nữ má nói thiệt chứ. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ với đây mọi người.